ในมื้อนี้ช่างเหี้ยมวนลายพ่อแม่ตื่นแต่เช้าเป่าไฟหนึ่งเขาฟูเสร็จฟักเสร็จหนอฟูปิ่งป่าปิ่งยืนเสร็จปั้นเขาหลายเชิงชุ่มต้นเปิ่มมาไอเอ็มมวนมีปังช่างกินช่างโจพ่อแม่ชมมั่งบ้านไตมีเปิ่มมาขันตามชงไข่ลูเป็นลูเปอร์เอ็มก้อยฮักก้อยบัวเอาลูเอ็มน้องเป็นเมียไอเฮาก้อยฮักก้อยปัญญาวกันกัดกุ้งคือม้วนเซทไทยเซนนาเลี้ยงกันไอแต่งน้องป่าน้องเซสวนฟักสวนบ่อข้ามห้วยข้ามปูฮักกันเต้าเท่าน้องเด้อตอนป่ามาชอบเล่าชมมวนต่างชังชมผัวเมียมือมีลูมีเต่าต่อกันตอนหน้าป้องแม่มือนี้เป็นผัวเป็นเมียไปเอาน้องเนอฮักเอากันเนอเป็นผัวเมียสุดชั่วไฟหนึ่งเขาฟูเสร็จฟักเสร็จหนอฟูปิ่งป่าปิ่งยืนเสร็จปั้นเขาหลายเชิงชุ่มต้นเปิ่มมาไอเอ็มมวนมีปังช่างกินช่างโจพ่อแม่ชมมั่งบ้านไตมีเปิ่มมาขันคอดเก่าตามชงไข่ลูเป็นลูเปิ่มเอ็มปัญญาวกันกัดกุ้งคือม้วนเซทไทยเซนนาเลี้ยงกันไอแต่งน้องป่าน้องเซสวนฟักสวนบ่ข้ามห้วยข้ามปูฮักกันเต้าเท่าน้องเด้อตอนป่ามาชอบเล่าชมม้วนต่างชังชมผัวเมียมือมีลูมีเต้าต่อกันเอาน้องเนอฮักเอากันเนอเป็นเมียไอเฮาคอยฮักคอยปัญญาวกันกัดกุ้งคือม้วนเซทไทยเซนนาเลี้ยงกันไอแต่งน้องป่าน้องเซสวนฟักสวนบ่ข้ามห้วยข้ามปูฮักกันเต้าเท่าน้องเนอตอนป่ามาชอบเล่าชมม้วนต่างชังชมผัวเมียมังมีลูกมีเต้าต่อกันตอนหน้าพ่อแม่มือนี้เป็นผัวเป็นเมียไปเอาน้องเนอฮักเอากันเนอเป็นผัวเมียสุดชั่วไปเอาน้องเนอฮักเอากันเนอเป็นผัวเมียสุดชั่วThank you.
chúng tôi xin được bắt đầu buổi tiệc chính thức. Còn anh chị các bạn trẻ đi sau vô cùng thông cảm và sau gia đình hân hạnh được đón tiếp. Vâng, xin mời các bác đại diện hai bên gia đình, nhà trai và nhà gái chúng ta cùng bước lên sân khấu để ra mắt đoàn viên hai họ bạn bè bốn bên chủ trì ngày hôm nay. Trai tài gái sắc và chọn nhau, chuyện tình duyên thì phải có chồng con, mà cha mẹ dặn hỏi cưới nhau cũng phải chọn ngày. Hôm nay ngày 24/3 tức ngày 15/2 năm Sắp Thìn, qua một thời gian tìm hiểu yêu thương nhau, được sự chúc phúc của hai bên gia đình cũng như chính quyền địa phương và sự đồng thuận của đôi bạn trẻ, hôm nay hai bên gia đình long trọng tổ chức lễ vật quy cho hai bạn trẻ. Sự hiện diện của quý vị là niềm vui, niềm hạnh phúc nhất cho gia đình. Thay mặt hai bên gia đình xin gửi tới tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, xin Quỳnh và Quảng An từ cái buổi đầu tiên gặp nhau, để rồi tiếng sét ái tình đã đánh trúng tim hai bạn, để rồi sao ngẩn vào ngơ, đêm nằm thì lưng chẳng bén giường, bông trôi trong sáng ra đường gặp nhau, chân kia thì đắp nở hờ, gối kia thì nở đợi nở chờ duyên ai. Qua một thời gian tìm hiểu yêu thương nhau, được sự khắc hợp cũng như tạo điều kiện của hai bên gia đình, xây nên hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Từ đây thì chung bến, chung thuyền, chung cả mẹ hiền, chung cả cha yêu, chung mong, chung bắt, chung yêu, chung con đường nhỏ xuống chiều ta có nhau. Và ngay sau đây, không để cho toàn thể quý vị khán khách chúng ta phải chờ đợi lâu, xin mời toàn thể quý vị khán khách chúng ta hướng ánh mắt lên sân khấu chính. Một ngày sau, cô dâu chú rể một chào phá tay thật lớn và chúc mừng hạnh phúc đúng không quý vị? Và xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây thay mặt hai bên gia đình, tôi xin chính thức tuyên bố lễ vật quy, lễ trăm năm hạnh phúc của hai bạn trẻ. Xin quý và Hoàng An chính thức được bắt đầu. Chúc cho cô dâu chú rể trăm năm tình viên mãn, bắt đầu tình nghĩa phu thê. Vâng ạ, tôi hỏi quý vị rằng có ai sinh ra mà không nhờ một câu xin trước mà tụi mình thực hiện trên cõi đời này hay không? Người ta thì có tổ có tâm, như cây có cội như sông có nguồn, cây có cội thì mới nở xanh lá, sông có nguồn thì mới bể đặng sâu sâu. Hôm nay hai chỉ yêu xuyên tưởng sắc tặng nghĩa đông bảng cũng nhờ vào ô sinh thành dưới chủ của bậc làm cha làm mẹ. Khi cổ bất thành tim, không cha không mẹ lấy đôi ra sinh thành. Trong lời vui tận tình hảo hồng hôn ngày hôm nay, xin mời đại diện hai bên gia đình có đôi lời phát biểu trước toàn thể hôn, xin trân trọng kính mời. Kính thưa cô ông cô bà, kính thưa bà con cô bác, kính thưa quan viên hai hộ và bạn bè thân yêu gần xa, hôm nay sự thống nhất của đảng ủy ủy ban nhân dân hội đồng dân của xã Mường Tùng và chúng tôi đã tổ chức bữa cơm lễ thành hôn cho hai đứa con. Rất cảm ơn cô ông cô bà, quan viên hai hộ, bạn bè thân yêu gần xa đến với dự bữa cơm. Cô biết nói gì, xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin được. Vâng, xin được cảm ơn những lời phát biểu của bác đại diện hai bên gia đình. Và ngay sau đây thì xin mời các bác hai bên gia đình sẽ xuống phía dưới để mình sẽ quan khách, còn cô dâu và chú rể sẽ lắng lại trên sân khấu ít phút. Quan viên hai họ và bạn bè bốn bên. Vâng ạ, xin mời cô dâu và chú rể sẽ trao nhẫn cưới cho nhau.